Khi chỉ còn chưa đến 10 ngày, cuộc tổng tuyển cử tại Mỹ sẽ chính thức diễn ra. Các ứng cử viên Tổng thống Mỹ tiếp tục mở rộng các cuộc vận động sự ủng hộ trong bối cảnh các cuộc thăm dò cho thấy tỷ lệ ủng hộ giữa hai bên vẫn bám đuổi sát nút. Ngày hôm qua, ứng cử viên của Đảng Cộng hòa Donald Trump đã có mặt tại một sự kiện lớn được tổ chức tại đấu trường Madison Square Garden tại thành phố New York. Tại đây, cựu Tổng thống Mỹ tiếp tục đưa ra những cam kết tập trung vào nền kinh tế và vấn đề nhập cư, những mối quan tâm hàng đầu của cử tri Mỹ cũng là những thế mạnh tranh cử của ông. Ngoài vận động cho cuộc bầu cử Tổng thống, chiến dịch cũng nhằm thúc đẩy sự cạnh tranh cho các ứng cử viên Đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào Quốc hội cùng diễn ra. Cùng ngày, ứng cử viên Đảng Dân chủ bà Kamala Harris đã có chuyến đi thứ 14 đến Pennsylvania, bang chiến trường được cho là có ảnh hưởng nhất tới cuộc bầu cử. Trước đó, bà Harris cũng đã đi đến các tiểu bang không phải là chiến trường để tham gia các sự kiện lớn nhằm truyền tải chương trình nghị sự của mình. Dự kiến vào ngày mai, bà sẽ có cuộc vận động ở khu vực Ellipse, thủ đô Washington, nơi ông Trump đã phát biểu với những người ủng hộ trước khi họ xông vào đồi Capitol vào năm 2021. Philippines tiếp tục đón bão mới Leon sau khi bão Trả Mì quét qua, làm ít nhất 85 người thiệt mạng. Theo cơ quan khí tượng thủy văn Philippines, bão Leon dự kiến sẽ mạnh dần lên trong 24 giờ tới. Chuyên gia thời tiết Philippines cho biết, tâm bão nhiệt đới Leon di chuyển về phía tây với tốc độ 20 km/h, sức gió duy trì tối đa là 65 km/h gần tâm bão và gió giật lên tới 80 km/h. Cũng trong ngày hôm nay, Văn phòng Phòng vệ Dân sự Philippines cho biết, số người thiệt mạng do bão Trả Mì đã tăng lên 85 người, 34 người mất tích và hàng chục người khác bị thương. Hầu hết những người thiệt mạng đều do lở đất và lũ lụt. Tổng cộng có 83 thành phố và khu vực ban bố tình trạng thiên tai vì thiệt hại do cơn bão gây ra. Tổng thống Philippines cho biết các nỗ lực cứu trợ bị cản trở do nước lũ chưa rút. Singapore và Malaysia đã gửi một máy bay chở hàng C-130 và một chiếc Eurocopter để hỗ trợ các hoạt động cứu trợ và cứu nạn tại các khu vực bị ảnh hưởng do bão Trả Mì tại Philippines. Chương trình tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý. Theo kết quả kiểm phiếu, cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản lần thứ 50 vừa được công bố sáng nay ngày 28 tháng 10, liên minh cầm quyền giữa Đảng Tự do Dân chủ LDP và Đảng Công minh đã không giành được số ghế qua bán. Theo kết quả chính thức, Đảng Tự do Dân chủ LDP giành được 191 ghế, Đảng Công minh giành được 24 ghế. Theo đó, liên minh cầm quyền chỉ giành được 215 ghế, giảm so với số ghế của lần bầu cử trước. Mặc dù vẫn giành được số ghế nhiều hơn so với phe đối lập để duy trì vị trí của đảng cầm quyền, nhưng Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru cho biết đây sẽ là một giai đoạn thử thách. Đây là một chặng đường khó khăn. Tôi đã có cảm giác rằng đây sẽ là một cuộc đua rất khó khăn từ khi chúng tôi đang trong giai đoạn vận động tranh cử. Trong khi đó, giới phân tích chính trị cho rằng Thủ tướng Ishiba và Đảng Tự do Dân chủ đang ở trong một tình thế tiến thoái lưỡng nan, bởi vì nếu duy trì liên minh với Đảng Công minh sẽ không đủ mạnh để nắm quyền quyết định tại Hạ viện, còn nếu chọn hướng liên minh với đảng khác sẽ vi phạm cam kết với Đảng Công minh, đồng thời sẽ phải chấp nhận nhiều yêu sách từ đối tác mới. Theo đó, tới đây, tình hình chính trường Nhật Bản sẽ trở nên rất phức tạp.